Xin được trân trọng chào mừng tất cả các bạn cùng quay trở lại với diễn biến của Mission Invitational. Bay sẽ là người bị tấn công, anh ta bị lầm chậm bởi cọc băng và tá bụng mái tóc biến hung gió lại hung xuống khu vực đường dưới. Còn đường giữa thì bên trái lại quay ngược trở lại, nhưng đây là áp lực để giúp cho Froggy có thể đẩy được là chính thôi. Cặp mù mắt ta đi. Thậm chí là anh ta còn sử dụng một cú Q flat nó rất mù mắt, không hề có điểm hỗ trợ tới từ Froggy. Anh ta không tương tác gì vào cái tình huống gank vừa rồi cả. Có lẽ thứ anh ta làm một cái áp lực về cái kỹ năng để khiến cho Bay cần phải thực hiện những pha gọi là giật trái né phải và khiến cho Bin Jay có được những góc độ cắn khó chịu hơn mà thôi. Hoặc là anh ta khiến cho Bay kiểu như buồn cười có buông tay khỏi bàn phím và đồng đội của anh ta dễ dàng xử lý hơn. Bởi vì nếu như thực sự có thì những sự mất mát nó có thể ra khu đường giữa. Một pha kích thành công và Bay không còn tốc biến, hiển nhiên sẽ phải nằm xuống. Nhưng không có đồng hồ cát ở chỗ con Flex, khác với Anji pha trước. Pha lao lên của Taki khiến chúng ta phải nằm xuống. Một pha vòng ra phía sau lưng và Ari lại là người tốc biến lao lên, anh ta hôn chúng bằng trường rất tốt. Người lao vào là Shogun kích hoạt một cái đồng hồ. Phía sau lưng thì người tới là Hashmet nhưng chưa ép góc Unify. Anh ta đứng lại để ngăn cản Hanabi. Mình bước qua đời nhau. Dây hút trượt và đó là một pha lao vào kết lúc thành công được Unify. Họ tiếp tục quay sang tấn công vào Bay. Bay bị khiêu khích, sát thương đã là không có. Phía bên kia K-Wing tay đầu 1-1 cùng với Froggy không có cửa, nhưng ta thoát được với một tình huống cover tốt đến từ Bay bằng một pha sóng u sầu. Thứ mà Ari của Froggy bây giờ cần làm là ngăn cản, chính xác, không cho Bay có thể lùi về nhà để có thể phòng ngự. Còn phía bên trong khu vực nhà chính thì Bin Jay cùng với Hashmet đang tiến thẳng vào để phá hủy đi cái trụ nhà chính. Một pha kích hoạt vào cổng công nghệ và ngăn cản không cho Rell có thể biến về. Người biến về được có thể là Vex, nhưng Vex về bây giờ thì đã quá muộn. Đó là chiến thắng đầu tiên và đó là một chiến thắng rất đẹp mắt đến từ các thành viên đội tuyển Singapore Flow. Ván thi đấu này mặc dù họ đang phải đối đầu với đội tuyển được coi là ổn định nhất trong khuôn khổ vòng hỗn chiến như là MSI lần này, là các thành viên đội tuyển Acoustic Gaming Team Two đâu có ổn định cho ta, quên mất. Cảm thấy là yên tâm bởi vì cái khả năng xóa sổ rừng của Wen này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Đường dưới có kéo chúng nhưng Cam ngay lập tức chuyển ra đường giữa nơi mà Froggy có thể hạ gục bên phía đối phương. Quả trứng này nó chỉ là quả trứng chim cút mà thôi và nó sẽ được bóc thành công từ hai thành viên của Sài Gòn Buffalo. Và đây là một tình huống bết đến từ Hashmet khi anh Cam dường như đã nắm thông tin là trong bụi cỏ này có tầm nhìn đến từ đối phương. Anh ta đã về nhà và cái lần về vừa rồi thì anh ta đem ra một bình thuốc tái sử dụng để có thể hồi phục. Khu đường dưới gặp nguy hiểm hiện tại có thể là Vex dùng trạng thế được kích hoạt. Người đang bị tấn công là Tagamas nhưng tình huống băng trụ này có vẻ như không quá luật nà. Khi gian khoác có mặt ở đây với một tình huống lốc xoáy và cũng được một người một tốc tiến lên vòng ngược ra khu đường giữa các người gặp hay. Tốc tiến lên bắt tay rất tốt, điều không chết được gây ra. Có trứng chim cút hay không? Nó có, nhưng sau đó là quả trứng được bóc kìa và cũng nên được trừ lại cho Shogun và đó là điều đã xảy ra. 2-0-3 giai đoạn mid game rồi, trứng này bắt đầu to hơn một chút xíu, nó có thể là một quả trứng vịt lộn gì đấy nhưng nó vẫn quá mỏng vỏ để có thể cho những chàng trai của Sài Gòn Buffalo. Phải nói là Bin Jay đánh quá hay, cái cách nhấp nhả trong giao tranh của Bin Jay thực sự là tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại anh ta, cái màn thể hiện trong vai trò đi rừng của anh ta ở cái khuôn khổ giải đấu MSI này không thua kém quá nhiều những cái người đi rừng ở tier top tier khác. Vừa rồi là một tình huống giao tranh mà anh ta đã giật ra rất đúng thời điểm khi anh ta bắt đầu bị nhận sát thương và hết cái thời gian tồn tại của số thất bại. Tuyết anh ta ơi đừng khen nhiều quá. Ăn rồng an toàn. Đó là một tình huống ăn rồng cũng bình thường, rất bình thường đến các thành viên đội tuyển Singapore Flow sau khi họ có được một tình huống giao tranh trắng. Một thế trận vô tiền khoáng hậu, cầm nắm trong tay rất nhiều những mục tiêu lớn. Bằng một cách nào đó thì Giàn Cốt đã tìm được Froggy, người xanh nhất của đối phương, đang khiến Froggy cảm thấy phải khó khăn. Hơi đáng tiếc là cái vùng khu kỳ cục này là đối phương có giúp cho vũ công dường như được tăng tốc độ. Hãy nhìn máu của Froggy kia, trời ơi, tôi tin rằng nó dưới 20 máu trong cái hoàn cảnh vừa rồi. Nhưng một máu thôi, nó cũng là sự khác biệt ranh giới của sự sống và cái chết. Hôm đó là một tình huống sinh tồn rất bình thường. Tôi nghĩ là như vậy đến từ Froggy. Anh ta chỉ may mắn mà sinh tồn được trong pha thi đấu vừa rồi. Nói đùa các bạn chút xíu thôi. Vẫn đang là khả năng thi đấu rất tập trung đến từ các thành viên đội tuyển Singapore Flow. Và điều đấy đang khiến cho họ dẫn trước một khoảng thiệt. Tôi vừa nói xong cái sao? Sao Saya tiến vừa rồi kích cung phong linh để test à? Tình huống kích cung phong linh để test cái tác dụng đến từ Shogun.
Và đó sẽ là thông tin được báo về dành cho người đồng đội của mình. Và từ từ chờ một chút xíu nữa rồi anh ra tranh, chờ tôi về nhà mua đồ đã. Từ con Saya trong tay của Shogun, anh ta vừa bị giảm đi một chút xíu cái lượng tiền thưởng về cái điểm hạ gục. Có lẽ là do từ nay đến giờ thì cái tốc độ tăng tiến thêm đến từ vị trí của Shogun cũng không phải là quá cao. Một pha mở giao tranh đến từ Hashback, và mở giao tranh cũng dạng bình thường thôi. Và sau đó là cũng sử dụng trạng thế cũng bình thường đến từ Galio để tạo ra rất bình thường, chống tương đối rộng và bị dày đến bình thường. Còn trong khi đó thì đây lại là một tình huống thi đấu quá hay, trên cầu tuyệt vời, trên cả điểm 10 đến từ Gian Cốt. Có lẽ đây là thời điểm MSKB nên nghĩ tới phương án là chia để trị. Họ tận dụng được Bullet Baron của mình để đẩy ở nhiều đường sẽ tốt hơn nhiều. DJ băng vào hơi sâu, anh ta có sự là bất bại, anh ta có sử dụng trạng thế để cover. Cú sử dụng trạng thế, wow, nó không bình thường đâu, nó đẹp cực kỳ các bạn ạ. Và phía bên kia người gặp nguy hiểm, hiện tại là Anivia mất trứng, mất luôn điểm là gục. Anh đang bị ép ra bởi DJ, không còn sương lan nhưng còn đồng hồ. Sắp tới cuối cùng của Shogun là vừa đủ. Ok, mọi thứ đều rất tuyệt vời, nếu như các tình nguyện đồng tử sẽ có bốc đầu có thể kết thúc bản thi đấu này. Cú bộ thứ 3 là chất lượng đến từ Hashman. Họ tràn vào từ khung đường giữa, đối phương có 4 người đang ngồi trên bảng. Thì đó là một giao tranh cực kỳ hay dành cho các thành viên đội tuyển sẽ có bóng đầu. Và có một người đang về đón lính để có thể end game, đó là Galio. Anh ta siêu được lính của Blue Baron tràn thẳng lên 5 người của sẽ có bóng đầu. Thì làm sao Broken Blade có thể cản nổi đây? Những bổ đầy uy lực, băng trường giữa chân thành công đối phương. Bắt đầu máu người lao ra, chỉ là Tagamas mà thôi. Một trụ nhà chính đang kêu ủy, nhà chính thứ hai cũng đã bị phá hủy. Nhà chính đang là trời trỏi. Và đó sẽ là chiến thắng thứ hai dành cho đại diện đến từ VCS. Thì đầu tiên là chúc mình rất là nhiều về cái trận thắng vừa rồi với G2 ha. Thì mình đã chơi đúng như cái phong cách của bài Châu luôn. Thì bạn cảm giác như thế nào sau cái trận thắng này? Ui giời ơi! Giời ơi!